Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế như ý voi, gồm có 10 món, 4 ghế, 1 đoạn, 1 bàn và 4 cái đôn. Rất là đẹp, được làm bằng gỗ hương nhập khẩu, màu sắc tươi sáng, vân thì rất là đẹp. Có một chiếc bàn như là một bức tranh thuận buồm xuôi gió. Ngọc Anh vừa giới thiệu với quý khách bộ bàn ghế 10 món xong. Bộ này là một bộ như ý công ty vừa làm xong và sản xuất theo kích thước size to, tức là cái tay và chân của nó là cột 12, cái chương của ghế là liền hết, và cái tay cầm như là cái vai cầm này thì là liền nguyên một tấm gỗ. Bình thường thì sẽ không làm liền như thế này, để tiết kiệm gỗ thì sẽ ghép đôi hoặc ghép ba, nhưng mà bộ này thì được làm liền 100%, kể cả từ cái tay này đến cái chương là đều làm liền hết và không có ghép tí nào cả. Mặt thì làm rất là dày, bình thường thì chắc là chỉ đậu khoảng tầm 1/1 đến 1/2 thôi, tuy nhiên là bộ này thì làm rất là dày, đậu 1/1. Và bộ bàn ghế này là một bộ mà dày nhất từ trước đến nay, kể cả là về chiều to cao của nó cũng rất là to, cao và rất là rộng dài. Khi mà quý khách kê bộ bàn ghế này thì sẽ kê ở một căn phòng khoảng tầm từ 25 đến 35 mét vuông là rất là đẹp, và bé nhất là 20 mét vuông và vừa thì là khoảng 30 mét vuông, còn tối đa thì khoảng 35 mét vuông là kê bộ này sẽ rất là đẹp. Bộ bàn ghế này thì làm theo phong thủy, tức là cái bàn của bộ bàn ghế là có đục thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió là một bức tranh phong thủy trong tất cả các ngôi nhà, thì họ đều mong muốn là công việc từ kinh doanh hay là chính trị hay là các cái công việc học hành thì đều thành đạt hanh thông, nên là mọi người đều mong muốn là mọi thứ là thuận buồm xuôi gió. Thế và cái ghế thì ví dụ như là bốn ghế một đi văng thì làm theo phong thủy của xuân hạ thu đông, bốn mùa xuân hạ thu đông, ví dụ như là mùa xuân là hoa mai, mùa thu thì là hoa cúc, hay là mùa đông thì là hoa cây tùng. Thế thì cái này và cái đi văng của nó ở giữa thì là có đại diện cho quốc hoa của Phật giáo, tức là hoa sen. Hoa sen là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, từ trong bùn có thể mọc ra những bông hoa tươi thắm, cũng nói nên được cái sự giác ngộ, tỉnh thức và cuộc sống an nhiên tự tại, thong dong giữa đời thường. Trong bùn thì vẫn có thể mọc được ra những bông hoa đủ màu sắc và thơm ngát, cũng giống như là trong rác thì cũng có thể ra được các cái loài hoa rất là thơm. Vậy nên là cái đi văng này thì được những người nghệ nhân, ngoài cái thiết kế là tùng trúc cúc mai bốn mùa xuân hạ thu đông thì còn có đại diện ở giữa, tức là hoa sen, tức là sự giác ngộ, sự tỉnh thức, sự giải thoát. Còn bên trên của cái chương thì được làm một đôi tỳ hưu. Đôi tỳ hưu trong phong thủy gọi là tài lộc dồi dào, tiền vào như nước và tiền ra thì ít thôi, nên là rất là được nhiều những gia đình mong muốn có được cái tài lộc dự trữ, tích được những cái tiền vào một cách hợp lý thì họ đều rất là thích đặt để đôi tỳ hưu ở trong căn nhà của mình. Thì cái đôi tỳ hưu này cũng đã được cho vào cái bộ bàn ghế như ý này để nói nên được cái sự thịnh vượng, cũng như là tích trữ được cái số lượng phước đức tiền của đầy đủ. Thế và cái bốn mùa là xuân hạ thu đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì là đại diện cho bốn chiếc ghế, thì nói lên được bốn quý phát tài. Một năm bốn mùa, cả bốn mùa đều phát tài, cũng nói lên là các cái mùa xuân là hoa thơm quả ngọt, rồi cây cối xanh tốt. Mùa hạ là được vun bón nuôi dưỡng giáo dưỡng, mùa thu thì là thu hoạch
các cái tài lộc dồi dào. Còn mùa đông thì là một cái mùa mà của những cây cao bóng cả, những cái sự tỏa mát cho những người, những hành khách, những bộ khách bộ hành đi đường. Thì đây là một trong những cái bộ phong thủy rất là tuyệt vời. Thêm nữa thì có được cái đôi voi là ở trên các cái tay yếm. Cái đôi voi này thì nói được cái sự bền bỉ, khỏe mạnh, trường tồn, rồi trường thọ. Và ở trên dưới cái chương nó đục các cái đồng tiền xếp gọi là kim ngọc mãn đường vàng bạc đầy nhà, thì nói lên được cả một cái bộ phong thủy của bộ bàn ghế này. Tuy nhiên những cái bộ bàn ghế này như vậy nhưng mà nó lại rất là dễ lau chùi và nó bền chắc, nó cũng trường cửu, nó vững bền, nên là cái sự dày dặn chắc chắn cũng như là sự bền vững của nó thì luôn luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Hoặc là những người mà thích những cái kiểu dáng hiện đại nhưng mà vẫn có một chút những cái gì đấy gọi là cổ truyền, tức là kết hợp giữa châu Âu và châu Á, phương Đông và phương Tây, kết hợp với cái sự mà tinh giản, gọn nhẹ nhưng mà nó vẫn có cái sự uyển chuyển của đục đẽo, thì họ sẽ chọn những cái bộ sản phẩm như này để kê vào trong ngôi nhà của mình, cũng như là một cái bộ mà mang được cái sự phong thủy vào trong ngôi nhà, thịnh vượng cũng như là may mắn, hạnh phúc, thành công. Thế và cái bộ bàn ghế này thì công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai đã có được tại công ty vừa xong, và rất là ít khi mà được bày những cái bộ như thế này, bởi vì là hàng thì rất là đẹp, chất lượng thì vô cùng là bền vững, trường tồn, mà giá cả của nó cũng hợp lý, nên là được rất là nhiều khách hàng của công ty lựa chọn. Hôm nay thì công ty vừa xong nên là Hướng Mai và Ngọc Anh, con gái yêu, tranh thủ giới thiệu với toàn thể quý khách, kính chúc quý khách cũng như là biết ơn toàn thể gia đình quý khách luôn luôn quan tâm theo dõi các cái kênh, các cái trang đồ gỗ Hướng Mai, và có những phản ảnh cũng như là những cái lời chúc rất là tốt đẹp về sự trường tồn bền vững, rồi phát huy các nghề truyền thống, hay là mong muốn công ty được phát triển thành công. Thì công ty rất là biết ơn Hướng Mai thay mặt ban lãnh đạo cũng như là toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai xin được tri ân, biết ơn toàn thể gia đình quý khách, kính chúc quý khách luôn luôn an vui, hòa hợp, hạnh phúc, bình an và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và theo dõi các sản phẩm của đồ gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào.